Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với chương trình Big Bet dự đoán cùng Thể thao Văn hóa. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng với nhà báo bình luận viên Anh Ngọc đến với trận đấu vòng 9 La Liga giữa Real Madrid và Eibar. Đội bóng Hoàng gia lúc này thì đang leo lên vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng với 17 điểm. Nhưng rõ ràng thì họ vẫn chưa đạt được phong độ tốt bởi vì là hồi giữa tuần mới đây thì Real đã bị Tottenham cầm hòa trên sân nhà. Vậy theo anh thì Real đang gặp vấn đề gì và cần phải cải thiện những điều gì ạ? Trận đấu với Tottenham cho thấy một vấn đề nghiêm trọng. Đấy là cái việc mà cầu thủ Real tạo ra được rất nhiều cơ hội nhưng lại không ghi được nhiều bàn thắng. Cụ thể là trong trận đấu với Tottenham thì họ chỉ ghi được một bàn thắng thôi. Và một trong những người chơi tệ nhất mà người ta gọi là người phá đội hình đấy là Benzema. Ngay từ đầu trận Benzema đã có một cơ hội, có thể nói là trẻ con cũng có thể ghi được bàn thắng vào tình huống đó. Nhưng Benzema thì lại sút ra ngoài. Thì sự tệ hại của các cầu thủ tấn công của Real Madrid trong cả cái giai đoạn đầu mùa này thì nó phản ánh đúng. Nó tạo ra một cái hình ảnh của Real Madrid vào thời điểm hiện tại thiếu vắng một cầu thủ, một chân sút như Alvaro Morata một cái. Những người như Marco Asensio còn rất là trẻ và Isco cũng trẻ, không phải lúc nào cũng ghi bàn thắng. Trong khi Cristiano Ronaldo cả một giai đoạn dài, những trận đấu đầu tiên bị treo giò. Thì khi mà Bale rồi khi mà Benzema không ghi được bàn thắng thì ngay lập tức Real Madrid chơi rất là tệ. Và cũng có số thống kê cho thấy rằng là Real Madrid đã sút cầu môn 232 lần trong 8 trận đấu kể từ đầu giải cho tới giờ. Có nghĩa là Real là đội bóng sút nhiều nhất kể từ đầu giải, nhiều hơn tất cả những đội khác. Nhưng số bàn thắng của họ thì chỉ có con số 15, tức là 15 bàn được ghi trong vòng 8 trận, chưa đến 2 bàn một trận. Và đây là số bàn thắng mà Real ghi được ít nhất kể từ năm 2007 cho tới giờ, sau 8 vòng đấu. Ngoài ra có một con số thống kê khác nữa là việc ghi ít bàn thắng như thế thì cũng như là áp lực lên khiến các cầu thủ Real Madrid mắc những sai lầm rất là lớn, thì khiến họ mới chỉ thắng được có một lần trên sân nhà ở mùa này thôi. Bernabeu đã mất thiêng rồi. Và việc các cầu thủ Real Madrid đá sân nhà tệ như thế thì đây là lần đầu tiên kể từ năm 1999. Theo thống kê thì trong 5 trận đối đầu gần nhất với Eibar thì Real Madrid thắng tới 4 và hòa 1. Tuy nhiên thì trận đấu hòa gần nhất lại diễn ra ngay tại Bernabeu ở mùa trước. Tỷ lệ lúc này Real Madrid đang chấp Eibar là 2/3. Có phải hơi cao không thưa anh Ngọc? Nếu mà xét theo hoàn cảnh hiện tại của Real Madrid, khả năng tấn công của họ đang có quá nhiều vấn đề thì tôi nghĩ rằng tỷ lệ này là rất là cao. Ở trận hòa mùa trước thì diễn ra cách đây đúng 1 năm, tháng 10 năm 2016, và cũng có kết quả là 1-1. Trên thực tế thì ngôi sao tỏa sáng nhất của Real Madrid trong các trận đấu với Eibar không phải khác mà chính là Cristiano Ronaldo. Ronaldo đã ghi 5 bàn thắng trong 5 trận đấu với Eibar rồi. Và tôi không ngạc nhiên nếu như anh lại ghi bàn thắng ở trận đấu này nữa. Nhưng mà nếu mà chấp 2/3 thì quá là nhiều. Và nếu như thế thì tôi thà lấy Eibar còn hơn. Như thường lệ bây giờ sẽ là những dự đoán của nhà báo bình luận viên Anh Ngọc về số bàn thắng của trận đấu lần này. Tỷ lệ lúc này mà chúng tôi vừa cập nhật là 4 trái. Trong 5 trận đấu gần nhất của Real Madrid thì không có trận nào có nhiều hơn 4 bàn thắng. Vậy theo anh đây có phải là một tỷ lệ quá cao không ạ? Rất cao, tỷ lệ này là rất cao, nếu không nói là ảo tưởng. Tôi nghĩ rằng là kể cả Real Madrid có chơi tấn công mạnh mẽ đến mấy chăng nữa thì họ cũng không thể nào vượt quá được con số này. Một khi mà có lẽ tôi hy vọng rằng là Benzema sẽ bừng tỉnh ở trận đấu này thôi. Hy vọng là Cristiano Ronaldo cũng sẽ chơi tốt thôi và những cầu thủ khác của Real cũng sẽ chơi hay thôi. Nhưng mà nếu như cái bài toán mà dứt điểm của họ không đạt được, tức là không được giải một cách trọn vẹn ở những trận đấu như thế này, và nếu như Eibar lại chơi theo một cái lối chơi xù xì phòng ngự chặt thì rất khó có thể ghi được dù chỉ một bàn vào lưới của Eibar. Cho nên trận đấu này tôi cho rằng nó sẽ có dưới 4 bàn. Có thể Real Madrid sẽ thắng chênh lệch 2-3 chẳng hạn, 2-0 hoặc 3-0 chẳng hạn, nhưng đến tổng số bàn thắng lên đến 4 bàn thì khó. Cảm ơn những dự đoán của nhà báo bình luận viên Anh Ngọc. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn, và chúng ta sẽ cùng chờ đợi xem những dự đoán của anh Ngọc có chính xác hay không. Còn bây giờ xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.